Xin chào các bác nhé. Rất là cảm ơn các bác đã xem cái video của tôi. Thì hôm nay là cái dịp vào tháng 12 dương lịch năm 2019 nhé. Xa thì cũng chuẩn bị kết thúc một năm 2019 rồi. Thì đây là con bồ củi các bác này. Các bác có thể nghe tiếng lách cách nhé. Thì con bồ củi vừa về xong. Chúng tôi cứ về thì giờ đây chúng tôi không có điều kiện để chúng tôi sống lại. Thế nên chúng tôi sẽ làm luôn. Thì vừa làm vừa quay video cho các bác xem. Con bồ củi về thì trước hết là sẽ được rửa nhé. Rửa sạch. Sau đó thì được rang. Sao vàng hạ thổ. Sấy khô. Để các bác. Đây các bác. Con này là 1.500 con. Cái này tôi bận quá nên không có thời gian làm nhiều. Làm sao không? Một củi nước rất là sạch đó nhé. Một củi mới mà. Nếu mà để lâu thì nước nó sẽ đục. Trong quá trình làm mọi người sẽ có những cái gì mà bẩn rác là sẽ được nhặt hết thôi. Đây sạch sẽ mình cùi đó lên rất là sạch. Ba nước rồi, rất là sạch sẽ này các bác nhé. Rồi, con bồ củi rửa xong rồi thì bây giờ chúng tôi sẽ mang đi rang nha các bác nhé. Rồi, con bồ củi thì sẽ được chia vào chảo để rang các bác nhé. Đấy. Rồi. Đi rang ấy thì sẽ luôn có cái gói thảo dược này cho vào các bạn. Để thơm. Rồi. Sẽ được để lên bếp thôi. Đấy, ban đầu thì lửa sẽ được mở to một chút. Đó, có thể nghe tiếng lách cách. Rồi, sau đó thì lửa sẽ được cho nhỏ đi nhé. Rồi. Ban đầu rang thì con bồ củi có thể đậy vung một tí. Để đảm bảo rằng nó không bị nhảy ra ngoài các bác. Rồi, cũng phải hé vung để vào thì đảo nha. Đó, một
số bác thì nói cái việc này sát sinh mạnh quá, một lúc giết cả nghìn con. Vâng, không sao cả các bác ạ, sống là con người thôi thì các động vật thực vật phục vụ thôi. Các bác nào mà không sát sinh thì các bác dùng thực vật ạ. Rồi, nhiều bác hỏi là cái con bồ củi thì nó có những tác dụng gì? Thì thường cái con bồ củi này dùng, một là nó có tác dụng là bổ dương khá là tốt, bác nào yếu sinh lý thì nên dùng. Thứ nữa là cái con bồ củi này còn có tác dụng là chữa đau lưng, đau đầu gối rất là tốt nhé. Đấy. Nhiều nhà thuốc gia truyền người ta chuyên dùng cái con này để người ta làm thuốc. Yeah. Đây, con bồ củi bây giờ đã không còn lách tách rồi, đã coi như nó chết rồi. Bây giờ cái lượng lửa thì sẽ được cho nhỏ đi một chút nhé, thì đào rang đều các bạn.
Rồi, nhiều bác thì rất là thắc mắc, lo lắng là cái con bồ cùi này của chúng tôi thì mỗi nữa chúng tôi ngâm rượu rồi chúng tôi mới bán. Vâng, cái này thì tùy niềm tin của các bác thôi, nhưng còn thực ra con bồ cùi này các bác ăn là nó thấy nó ngậy ngậy nhé. Nếu mà ngâm rượu rồi thì ăn không bao giờ nó ngậy cả. Đấy. Rồi, sau khi rang xong thì sẽ được hạ thổ và sau đó thì sẽ được cho vào buồng sấy các nhé, sấy khô. Rồi. Trong quá trình rang thì nó hơi lâu, mất khoảng 15 phút cơ. Nên tôi sẽ tạm dừng video ở đây. Khi nào mà xây xong, rang xong thì chúng tôi sẽ quay tiếp các bác nhé. Chào các bác nhé. Con bồ củi chúng tôi rang thì đã rang xong rồi. Thì hiện tại thì con cho vào đây và hạ thổ hơn nhé. Đấy. Chỉ đơn giản như vậy thôi, cách hạ thổ con bồ cùi này thì sau khi hạ thổ xong ấy thì sẽ nó nguội hẳn đấy, thì sẽ cho vào vào buồng sấy để sấy khô nhé. Rồi thì tôi sẽ tạm dừng video đây, sau khi mà nguội rồi thì tôi sẽ cho vào sấy các bác nhé. Con bồ cùi này hiện nay thì đã để nguội rồi. Đấy. Sau khi mà tạm dừng video thì con bồ cùi đã nguội rồi, thì hiện nay tôi sẽ cho vào buồng sấy chúng tôi sấy nhé. Cách rất là đơn giản như vậy thôi. Rồi. Thì buồng sấy đây các bác nhé. Thì đây là buồng sấy các bác nhé. Tôi sẽ cho con bồ cùi vào tôi sấy. Và sau khi sấy xong thì sẽ để nguội và sấy xong để nguội thì sẽ mang ra đóng gói và gửi cho các bác nhé. Đây, mình sấy đây các bác nhé. Đấy. Đây buồng sấy các bạn. Bây giờ là buồng sấy đã sẵn sàng rồi các bác nhé. Đấy. Đã đóng buồng sấy và bắt đầu sấy thôi các bác ạ. Đấy. Rất là sạch sẽ. Nữa là ngoài cái con bồ củi ra thì chúng tôi còn có các cái thang ngâm rượu, thì cũng xin giới thiệu tới các bác cái thang như sau. Một là cái thang thuốc nam ngâm rượu 20 vị, hai là cái thang thuốc bắc ngâm rượu cũng 20 vị. Chính thức thì cái thang thuốc nam bây giờ được ra giảm lên tới khoảng 25-26 vị chính xác nha các bác nhé. Rồi đó, là mua thì liên hệ chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340345 nhé. Xin chào và tạm biệt các bác nhé.